xin giới thiệu cho các bạn, mình xin review lại cho các bạn xem những cái mẫu mã này. Nếu như các bạn cảm thấy hay á, đẹp thì các bạn có thể cập nhật những cái cửa hàng nào chơi, có thì các bạn lấy về bán, còn ba mẹ nếu có thì mua về con em chúng ta chơi. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn các món đồ chơi mà cũng các bé bây giờ cũng khá là hấp dẫn, mà các cửa hàng tiệm đồ chơi nào cũng thường bán. Các bạn đi đến những cửa hàng đồ chơi nào mà ở ngoài thị trường thì người ta cũng thường bán rất là mẫu mã này đó, thì đi theo cái nhu cầu của các bé chơi các bạn. Thì đầu tiên thì bốn cái mẫu xe mà rất là hấp dẫn và hút khách nhất, đó là những chiếc xe biến thành con robot các bạn. Đó. Thì những chiếc xe mà biến thành robot đó thì nó có rất là nhiều mẫu xe, nhưng mà ở đây mình có bốn mẫu xe này, nó cũng không kém phần hấp dẫn, thì mình sẽ xin giới thiệu các bạn, mình xin review lại cho các bạn xem những cái mẫu mã này. Nếu như các bạn cảm thấy hay đẹp thì các bạn có thể cập nhật những cái cửa hàng nào chơi, có thì các bạn lấy về bán, còn ba mẹ nếu có thì mua về con em chúng ta chơi. Rồi các bạn, thì cái bốn mẫu mã này thì đầu tiên mình xin giới thiệu từng mẫu mã. Thì đây là xe gì các bạn? Xe là xe con ong nè các bạn. Xe con ong chạy một hồi biến thành con robot nha các bạn. Xe này á, chiếc này xe con ong biến thành robot là cái mẫu mã này nè các bạn. Là cái mẫu mã trong hộp này nhé. Đây, mình để ra cho các bạn xem để hình dung được cái mẫu mã này, có cái hộp nằm đây nè. Đó. Mình lấy sẵn sản phẩm này ra, khi các bạn mua về các bạn tháo ra thì nó cũng sẽ như thế này thôi. Đó. Đây là một mẫu. Coi, mẫu thứ hai á, là mẫu thứ hai là cái mẫu xe ô tô các bạn. Xe ô tô giống như xe du lịch vậy đó. Nó chạy một hồi nó biến thành con robot và nó cũng na ná với mẫu này, là mẫu xe công an các bạn, chạy một hồi biến thành robot luôn đó. Mà cái mẫu xe công an thì mình đã cập nhật rồi đó, các bạn xem là những video trước thì các bạn sẽ thấy. Thì cái mẫu mã này nó cũng đẹp và hấp dẫn nè, mình review nè cho các bạn xem. Thì cái mẫu này là cái hộp đây các bạn, đây các bạn nhìn cái hộp nhé, đây cái hộp các bạn. Rồi đó, mình sẽ giới thiệu từng cái rồi mình sau đó mình sẽ review, mình sẽ cho các bạn xem về cách chơi và hoạt động của nó luôn nha. Và cái mẫu thứ ba các bạn, mẫu thứ ba là mẫu gì? Mẫu thứ ba là mẫu xe container chạy biến hình thành robot đó. Tất cả mẫu xe này chạy biến thành robot hết các bạn. Đây, cái mẫu xe này là cái hộp này các bạn, đây các bạn xem nha, cái mẫu này là cái hộp này, đây nó là xe container biến thành robot nè. Rồi thôi bây giờ mình cũng không còn mã số, các bạn chỉ bắp đứng cái video chụp ảnh lại là gửi lên là những cửa hàng nào cho ta biết rồi. Và cái mẫu xe thứ tư đó là cái mẫu xe này các bạn, cũng không kém phần hấp dẫn đó, mà các bé bây giờ rất là thích đó. Cái mẫu xe này là thuộc về mẫu xe gì? Đây là xe cứu hỏa chạy biến thành con robot nha các bạn đó. Nó rất là nhiều mẫu xe này, xe cứu hỏa chạy biến thành robot. Đây thì cái hình dáng hộp ở đây các bạn, đây nhá. Rồi thì mình sẽ không đo kích thước thì cũng không đo kích thước hộp để làm chi, nếu mình đo kích thước nữa, đo kích thước sản phẩm và đo kích thước hộp nữa thì cái dung lượng, cái thời lượng của video của chúng ta rất là dài, thì sẽ làm thì mình làm cho các bạn xem rất là lâu, thì mình muốn tiết kiệm thời gian cho các bạn xem thì mình sẽ không đo. Mà những kích thước đó mình sẽ đưa cái ảnh, những cái sản phẩm nào mình giới thiệu á thì mình sẽ có một cái hình ảnh trong đó, hình ảnh đó có kèm theo kích thước của nó, mình sẽ đưa trên màn hình đó, các bạn có thể xem và cập nhật. Container chạy biến thành robot nè. Đây, mình đã cho các bạn xem một mẫu sơ nét qua nha. Đây các bạn xem. Mẫu mã rất là đẹp nè, hai bánh xe nó màu trắng nha các bạn. Bánh xe màu trắng, hai bánh trước hai bánh sau nè. Đó. Đây các bạn xem nha. Rồi cho các bạn xem một vòng sơ nét về cái hình thể hình hài đó, kích thước của nó. Đó, các bạn xem trên đây thì nó có một cái giống như một cầu thang các bạn. Đó, khi mình giống như mà xe chữa cháy ở ngoài vậy đó, cầu thang nè. Đó, cái này bẻ lên bẻ xuống được các bạn. Rồi hình hài ở dưới phía dưới nè các bạn. Đây ở dưới bụng nè. Cái bánh xe này là bánh xe hình tròn nha các bạn. Cái bánh xe này là bánh xe mà hình tròn, thế nên nó chạy tứ bề nào cũng nó cục đụng nó cũng chạy được hết. Nó gặp chướng ngại vật nó sẽ bắt đầu tránh ra chỗ khác, gặp chướng ngại vật nó sẽ tránh ra chỗ khác. Đó. Nắp pin ở đây. Nắp pin ở đây. Nó xài bằng 3 viên pin nha các bạn. 3 viên pin, 1, 2 và 3 nè. 3 viên pin nè. Công tắc nó nằm dưới này các bạn. Thì nó có bánh xe dưới này nè. Đó. Rồi, ok các bạn, mình sẽ cho các bạn xem về cái cách chơi của nó nha.
cái sản phẩm thứ hai là xe con ong các bạn, biến thành robot. Xe này xe con ong sao mình thấy giống cái mặt cười á, nhưng mà nó cũng giống con ong các bạn. Không, xe tàu hỏa các bạn, này đúng là xe tàu hỏa, gọi đúng tên là xe tàu hỏa chạy biến thành con robot ha. Xe tàu lửa nha, tàu hỏa tàu lửa gì cũng là một các bạn đó. Thì cái cách chơi của nó cũng giống như vậy thôi, mình sẽ cho các bạn xem qua sơ nét qua về cái hình thể của nó, hình hài của nó nè. Bánh xe này các bạn, ba bánh xe nha, bánh xe nằm 1, 2 nè, ba bánh xe, xe màu đen nè đó. Cái sản phẩm này hình như là theo mình thấy là mình chỉ thấy có một màu thôi các bạn, hay là nhiều màu mình cũng không rành, nhưng mà thì các bạn có thể cập nhật cái ảnh nó lại rồi gửi những cửa hàng nào chơi hỏi cái sản phẩm này có bao nhiêu màu, nhưng mà mình thấy những màu này nó cũng hơi đẹp bắt mắt, mình lấy về mình review cho các bạn xem. Đây. Bánh xe này cũng hình tròn các bạn, bánh xe này chạy đụng trứng ngại vật nó sẽ động tránh ra đó, tránh ra đó khác. Cái sản phẩm nó cũng xài 3 viên pin các bạn, 3 viên 1, 2 và 3 viên pin các bạn, công tắc nằm đây. Thì mình sẽ lắp pin vô, mình sẽ cho các bạn xem về cái cách chơi của nó nè. Rồi các bạn xem nó rất là đẹp nè. Đây thì các bạn hãy xem sơ nét nè. Đó, xem sơ bộ gì một quận cho các bạn hình dung được cụ thể cái sản phẩm này có đẹp hay không. Nếu đẹp thì mình lấy về bán vậy thôi. Cái mắm này cũng dùng 3 viên pin các bạn. 3 viên pin cũng lắp dưới bụng. Rồi, sản phẩm này có con ốc pake nha các bạn. Các bạn phải tháo ốc pake ra. Nhận tháo ốc pake ra. Nó cũng xài 3 nhân viên các bạn. Sản phẩm này gì xài 3 nhân viên hết. Đó. Rồi, mình sẽ lắp pin vào. Mình sẽ lắp pin vào cho các bạn xem. Thì cái mẫu mã cái sản phẩm này chơi một cách nào nha các bạn? Có hay không ha? Tiếng nhạc như thế nào? Đó, trước khi các bạn lấy về bán. Ồ, có đèn 3D đó các bạn. Wow, nó cũng hơi đẹp. Hơi đẹp nha các bạn. Đấy. Cảm hơi đẹp luôn. Chạy một xíu nó tự động bơi lên biến vô khác. Nhưng ở đây mình để cái nít nó dính vào, nó không cho chạy các bạn. Nó có đèn nè, đèn trước nè. Nha, đèn trước nè, đèn 3D cho này và đèn sau này nữa. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất là đẹp. Chạy một xíu là nó biến thành robot luôn. Đây các bạn cũng xem sơ nét về hình hài nha, xe cuối cùng. Mẫu mã rất là đẹp. Đây rất là đẹp các bạn. Rồi, ở dưới này cũng vậy. Dưới này cũng có một ốc pake nha các bạn. Rồi các bạn tháo ốc pake này ra. Chúng ta cũng lắp 3 viên pin vào, nó cũng xài 3 viên pin. Nó cũng chạy một xíu nó biến thành robot, nhưng mà mình cho các bạn xem cái tiếng nhạc này như thế nào để cho các bạn xem. Cho các bạn xem người hình dung ra được tiếng nhạc đó luôn. Thì khi chúng ta không có thời gian thì chúng ta cần biết được tiếng nhạc của nó như thế nào, đẹp hay không ha. Rồi đây các bạn, lắp 3 viên pin vào. Mà đây nắp lại nhé. Các bạn khỏi dăng ốc cũng được. Mà nếu các bạn muốn cho em chúng ta chơi lâu thì dăng ốc lại để cho con em chúng ta chơi không có bị mất ốc. Nó không bị rớt nắp pin ra thôi. Rồi chứ, mình sẽ cho các bạn xem sơ nét về cái sản phẩm này. Wow, cái này nó hơi hấp dẫn các bạn. Đây, các bạn xem nè. Đấy. Tiếng nhạc nó hơi hấp dẫn. Để tao mình về nó sẽ hạ cái robot. Trên này nó cũng có đèn LED nha các bạn, đèn 3D các bạn nè. Đèn 3D nha.
đằng sau nó cũng có đèn, đằng sau nó cũng có đèn các bạn. Rồi các bạn xem là bộ nhỉ.